Thưa quý vị và bà con, những năm qua, chính quyền các cấp ở Đắk Lắk đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều thôn buôn trước đây thường xuyên đối mặt với đói nghèo, chậm phát triển. Giờ không chỉ thoát được nghèo mà còn tích cực đóng góp cùng chính quyền địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến thôn Lạng Sơn, xã E Dông, huyện Cờ Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Khi nhắc đến ông Lương Văn Tỷ, bí thư chi bộ thôn, thì ai ai cũng biết. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tỷ còn gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và hướng dẫn bà con thay đổi sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ đã thoát được nghèo. Trong cà phê, thì mới chuyển lại đến cây sầu riêng, bơ. Bây giờ nó không khá hơn mấy năm trước tí rồi. Bây giờ làm ăn thì là cũng tạm ổn rồi. Là sinh sống thu nhập bây giờ là mỗi năm cũng được gần 100 triệu rồi. Khi chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Tỷ cũng là người đi đầu trong việc đóng góp tiền, hiến đất làm đường giao thông. Nói gương ông Tỷ, trong 2 năm qua, bà con thôn Lạng Sơn đã đóng góp hơn 800 triệu đồng để xây dựng hơn 4 km đường giao thông nông thôn. Người có tiền thì góp tiền nhiều, người không có tiền thì góp ít và góp công, góp sức để cùng nhau xây dựng. Chúng tôi đã lãnh đạo, chỉ đạo cho dân vận phối hợp cùng với mặt trận, tổ quốc và các đoàn thể chính trị tổ chức các cái mô hình giúp cho bà con phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thay đổi cái tập quán canh tác. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà diện mạo kinh tế xã hội tại các thôn buôn ở huyện Cờ Đông Bắc ngày càng đổi thay. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn khoảng 3%, trong đó hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 10%. Đặc biệt, có hộ thu nhập cả tỷ đồng một năm nhờ vào sản xuất nông nghiệp.